Lô Lô Chải là thôn vùng sâu vùng xa thuộc diện đặc biệt khó khăn, nằm ở phía tây bắc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, huyện vùng cao núi đá cực bắc của Tổ quốc. Có độ cao trung bình trên 1.600m so với mặt nước biển, cách trung tâm huyện Đồng Văn 25 km. Phía tây bắc thôn tiếp giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, phía đông nam tiếp giáp thôn Xéo Lủng và thôn Thèn Ván. Thôn Lô Lô Chải có diện tích tự nhiên là 156 ha, trong đó đất nông nghiệp chỉ chiếm 44 ha, bao gồm diện tích đất trồng ngô là 25 ha, diện tích trồng lúa là 19 ha, còn lại là rừng núi đá tự nhiên. Tổng dân số trong thôn là 89 hộ, bằng 636 khẩu. Dân tộc Lô Lô chiếm 87,6%, còn lại là dân tộc Mông. Do địa hình phức tạp và bị chia cắt mạnh bởi những dãy núi cao, vực sâu nên giao thông đi lại khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, trình độ dân trí thấp, kinh tế chưa phát triển, cơ sở vật chất còn nghèo nàn thiếu thốn nhiều mặt, diện đói nghèo cao, đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Sản xuất chính của nhân dân trong thôn chủ yếu làm nghề nương rẫy và cấy lúa một vụ. Lương thực chính của họ là ngô và lúa. Ngoài cây lương thực, bà con còn trồng các loại cây rau, đậu, rong giềng, chăn nuôi gia súc gia cầm và một số nghề thủ công truyền thống như nghề làm ngói máng, làm nghề mộc, nghề thuốc nam, nấu rượu, nghề thêu quần áo trang phục phụ nữ và một số nghề buôn bán nhỏ khác để phục vụ đời sống. Nhà ở của người Lô Lô thường được thiết kế 3 gian, tường được trình bằng đất nện, mái lợp ngói âm dương hoặc lợp bằng phi plô xi măng 3 gian. Gian giữa dùng để tiếp khách, phía trên tường gian giữa là một bàn thờ nhỏ. Gian buồng dành riêng cho vợ chồng gia chủ, gian bếp sử dụng để đun nấu bữa ăn cho cả gia đình. Gian này cũng dành cho trẻ em ở. Về mùa đông, bếp của người Lô Lô thường xuyên đỏ lửa suốt đêm để trẻ em ở gian này được ấm áp, không bị lạnh lẽo về mùa đông. Phụ nữ dân tộc Lô Lô từ nhỏ đã biết thêu thùa để may váy áo cho riêng mình. Cách thêu thùa của phụ nữ Lô Lô là lấy vải cắt thành áo, váy, sau đó thêu các loại hoa văn. Các đường kim mũi chỉ của phụ nữ Lô Lô được xử lý rất khéo léo và tinh xảo. Phụ nữ dân tộc Lô Lô, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú thường mặc váy màu đen, áo đỏ, cổ vuông chui đầu, thêu những nét hoa văn hình vuông, hình tam giác, hình chim chạy vòng quanh sát chân váy áo. Tay áo trùng và rộng được khép bởi những mảnh vải khác màu. Váy dài rộng, hai lần chiết ly, gần đầu gối và dưới cạp. Phía sau trùng miếng vải đen hình chữ nhật. Dây lưng thêu hoa và buông những dải chỉ màu sặc sỡ. Chân quấn xà cạp màu đen. Khăn thêu đội đầu bằng vải chàm đen hoặc màu trắng và buông những tua màu, mép được thêu hoa in bằng sáp ong hoặc đính những hàng cúc nhựa thành văn hoa chạy dài và đều. Phụ nữ Lô Lô thường đeo nhiều loại vòng tay, vòng cổ và hoa tai sặc sỡ. So với nữ giới, trang phục của nam giới người Lô Lô thường đơn giản hơn. Áo của nam giới là áo được dệt bằng vải chàm màu đen, không có cổ, được tạo thành hai mảnh rõ rệt, được khoét nách có khuy cúc, được cài dọc bên sườn phải. Nam giới mặc quần chân què, vải chàm một màu, đầu quấn khăn có trang trí các hoa văn trên khăn. Người Lô Lô có truyền thống và phong tục tổ tiên lâu đời. Theo quan niệm truyền thống của người Lô Lô thì tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng mình lớn lên và đã qua đời. Bàn thờ của người Lô Lô được tạo ra bằng những miếng gỗ có hình nhân cao 15 cm, vẽ mặt bằng than đen, tượng trưng cho người quá cố. Trên đó đặt những bát hương để cắm khi hành lễ. Việc cúng tổ tiên của người Lô Lô được tiến hành vào các dịp Tết Nguyên Đán, Tết Rằm tháng 7 và những dịp trong nhà có các công việc lớn khác nhau như làm nhà mới, dựng vợ gả chồng cho con cái, để họ dâng lễ cúng tổ tiên. Nét văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống của người Lô Lô ở thôn Lô Lô Chải rất phong phú về nội dung, đẹp về hình thức. Theo khảo sát điều tra cho thấy, trước đây người Lô Lô cũng có chữ viết riêng.
nhưng từ lâu chữ viết đó không được sử dụng. Do vậy hiện nay chỉ còn những người cao tuổi biết đôi chút về chữ viết này. Cộng đồng dân tộc Lô Lô ở thôn Lô Lô Chải hầu hết sử dụng tiếng nói mẹ đẻ. Hiện nay trong các đợt sinh hoạt văn hóa văn nghệ dân gian của người Lô Lô không được phổ biến dưới dạng văn tự, mà các câu chuyện cổ tích, những bài cúng trong đám cưới, cúng trong đám ma hay các lễ hội hoặc những làn điệu dân ca Lô Lô giản dị, gần gũi với ngôn ngữ hàng ngày đều được thể hiện bằng hình thức truyền miệng. Các điệu múa dân gian truyền thống trong các ngày lễ Tết đều gắn với trống đồng. Trống đồng với tư cách là nhạc khí giữ nhịp và làm nhạc nền cho các điệu múa dân gian truyền thống. Âm hưởng của trống đồng thường vang xa, đi vào lòng người, thôi thúc mọi người khi đến thôn của người Lô Lô đều hòa vào lòng người đang nhảy múa trong các đám tang để tiễn biệt người chết về thế giới bên kia. Múa ma, múa nhớ về cội nguồn. Tiếng trống đồng cũng là nhạc nền cho các làn điệu múa dân gian, hát dân ca để ca ngợi trời đất bước sang một năm mới trong các dịp Tết Nguyên Đán, Tết rằm tháng 7, ca ngợi tinh thần lao động cần cù, tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi những anh hùng người Lô Lô đã có công khai khẩn đất hoang, lập nên làng xã của cộng đồng, chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên và thú dữ, mang lại hạnh phúc cho cộng đồng. Qua nhiều biến đổi về thời gian, người Lô Lô vẫn còn lưu lại một số điệu trống vui nhộn như các điệu múa dệt vải, múa đi nương, múa cha hạt, múa làm cỏ, múa cắt lúa và một số bài hát dân ca quen thuộc, dễ nhớ như bài dân Lô Lô tỏ tình. Chỉ là lo mi gió có chỉ su gì gió y là che chú ti su lo ta che chú ti la cô phụ ti su si ye ca la ko po pa chu ti su si ye kha mo ni mo di ni a mi la mo di la cha che la la me zo a po che su ye zo ta ti la yi la chi a ti su lo la chi a ti la la ko po pa ti su si ye kha ti la la ko po pa ti su si ye kha. Hiện nay, một số lễ hội truyền thống của người Lô Lô như lễ hội cúng rừng, lễ mừng lúa mới, lễ tôn trưởng họ, lễ mừng nhà mới không được tổ chức. Vì đời sống của cộng đồng dân tộc Lô Lô gặp nhiều khó khăn, sợ tốn kém về kinh tế và mất thời gian. Hơn nữa, các thế hệ đi trước cũng ít quan tâm đến việc truyền dạy vốn văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống cho các thế hệ kế cận. Đặc biệt là do quá trình sống xen kẽ và giao lưu giữa các dân tộc trong vùng, cùng chung sống trên một địa bàn. Các loại văn hóa phẩm hiện đại bao gồm nhiều thể loại, băng, đĩa nhạc do trong và ngoài nước sản xuất đang được lưu hành phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Một số thanh niên người Lô Lô khi lớn lên đi học và tham gia công tác đều ăn mặc như người Kinh, cũng ít quan tâm đến vốn văn hóa truyền thống của dân tộc. Cơ sở vật chất và phương tiện thông tin đại chúng còn nhiều thiếu thốn. Nhiều người biết hát dân ca, múa Lô Lô, có kinh nghiệm trong việc truyền dạy vốn văn hóa truyền thống của thôn đều đã qua đời hết, làm cho nét đẹp văn hóa truyền thống của người Lô Lô, nhất là các loại hình văn hóa phi vật thể bị mai một dần. Hiện nay, những người biết đánh trống đồng, biết hát dân ca, múa Lô Lô truyền thống trong thôn còn rất ít, nếu có chỉ là những người cao tuổi.
kiến nghị các thực quyền các cơ quan ban ngành hoặc trên là mở rộng kiến nghị là có hỗ trợ kinh phí cho cái tộc văn nghệ cái dân gia dân vũ của dân ca dân vũ của dân tộc Lulu. Hiện nay bao giờ dân tộc Lulu là đa số đi học và tham gia công tác thì bao giờ ít khi quan tâm đến văn nghệ và dân ca dân vũ của dân tộc Lulu. Bao giờ thôi tôi thì bao giờ hiện nay thì cũng là tổ chức cũng giao lưu văn hóa văn nghệ, nhưng mà còn một số thì với là chưa biết hết. Bao giờ thì bọn tôi vẫn là cố gắng tộc cho trẻ là phải nhớ lại sau này dân tộc Lulu, dân ca dân vũ. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và một phần kinh phí của Quỹ Đan Mạch hỗ trợ văn hóa vùng và dân tộc thiểu số, có sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn từ trung ương đến địa phương, thôn Lô Lô Chải đã bàn bạc thống nhất tổ chức củng cố xây dựng đội văn nghệ dân gian của thôn và tổ chức truyền dạy hát dân ca, dân vũ cho các thế hệ trẻ, với phương châm chọn những nghệ nhân có kinh nghiệm để truyền dạy. Sau một thời gian học tập, được sự hướng dẫn truyền dạy của các nghệ nhân cao tuổi, thôn đã xây dựng được đội văn nghệ với hơn 15 nghệ nhân, diễn viên và tổ chức giàn dựng, biểu diễn được một chương trình văn nghệ dân gian với những tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc, mang đậm nét truyền thống văn hóa của cộng đồng dân tộc Lô Lô, như các màn múa hát đi nương, múa cha hạt, múa làm cỏ, múa cắt lúa, múa vui được mùa, múa nhớ về cội nguồn, múa trăng rằm tháng 7, múa cúng rừng, múa dệt vải và các tiết mục dân ca, hát mừng nhà mới, hát mừng năm mới, hát mừng đám cưới, làm cho đám cưới thêm vui, ca ngợi tình yêu đôi lứa, chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Với sự quan tâm của Đảng, các chính sách hỗ trợ của nhà nước, đời sống của nhân dân trong thôn từng bước được cải thiện, kinh tế phát triển, người dân ổn định cuộc sống. Qua đó, việc bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Lô Lô được duy trì và phát huy mạnh mẽ. Để nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể. Qua sự giúp đỡ đó, nhằm duy trì phát triển và nhân rộng nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Lô Lô, để họ và cộng đồng được hưởng thụ nét văn hóa độc đáo có 102 này, từng bước đưa thôn Lô Lô Chải trở thành một điểm sáng văn hóa nơi cực Bắc Tổ quốc. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, dân tộc Lô Lô có khoảng 3.300 người, riêng ở xóm Sảng Pa, thị trấn Mèo Vạc có 68 hộ với 253 khẩu và 8 dòng họ, đó là dòng họ Cán, họ Lèng, họ Thảo, họ Mua, họ Doãn và họ Dình. Đây cũng là một trong những dân tộc ít người nhất của nước ta. Mặc dù vậy, giá trị văn hóa tinh thần của người dân tộc Lô Lô rất phong phú. Cho đến nay, những giá trị truyền thống của dân tộc này vẫn được giữ nguyên vẹn. Điều mà không phải dân tộc nào ít người cũng thể làm được. Nói về bản sắc văn hóa riêng độc đáo của dân tộc này thì không thể không nói đến lễ hội cầu mưa. Với những nghi thức độc đáo, lễ hội cầu mưa được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Đến nay, không chỉ là một sự kiện mang tính tín ngưỡng mà còn là dịp để mọi người giao lưu, bàn chuyện làm ăn, trai gái, giao duyên. Lễ cầu mưa được tổ chức vào khoảng đầu tháng 3 âm lịch, trước vụ mùa, để cầu mong cho một năm làm ăn thuận lợi, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu. Theo nghi lễ truyền thống, thì lễ cầu mưa của người Lô Lô thường kéo dài từ đêm hôm trước đến ngày hôm sau. Lễ vật cúng tế là do các nhà tự đóng góp. Đây chỉ là một phần trong lễ cúng cầu mưa. Ở lần cúng thứ nhất, thầy cúng thắp hương tại bàn thờ nhà mình để xin phép được tổ chức lễ cầu mưa. Nếu tổ tiên đồng ý thì mới được tiến hành, nếu không đồng ý thì cúng thế nào trời cũng không mưa. Thủ tục này thầy đã làm từ đêm hôm trước. Sáng hôm sau, tại một bãi đất rộng và cao, ngay cạnh nương rẫy, phần cúng tiếp theo sẽ được bắt đầu. Lúc này con vật dâng tế trời đất gồm thịt chó, thịt gà đã được làm lông sạch sẽ và không thể thiếu rượu, tiền vàng, giấy bạc và một thanh kiếm, một bát nước, bốn ống hương bằng tre tượng trưng cho bốn phương trời. Thầy cúng bắt đầu cúng, đại ý rằng hôm nay con thay mặt cho người dân ở bản làng này xin được dâng lễ vật, bày tỏ thiện tâm thiện ý, kính mời tổ tiên trời đất chứng giám, cầu mong các chư vị thần linh phù hộ cho mưa thuận gió hòa để bà con làm ăn thuận lợi, nhà nhà ấm no hạnh phúc.
Thầy cúng Lò Si Páo, trưởng xóm, là người biết đầy đủ các nghi thức của lễ cầu mưa. Ông đang cúng bằng tiếng lô lô. Ông là người chịu trách nhiệm phần lễ. Nghi lễ được tiến hành dưới sự tham gia của dân bản. Trên tay thầy cúng cầm một quả bầu khô, đó là biểu trưng cho các dòng họ, các gia đình. Bài cúng dài như một bài văn tế, hòa cùng tiếng trống, tiếng nhị. Sau khi hoàn tất các thủ tục cúng bái, thầy đốt tiền vàng, giấy bạc ở bốn góc bàn, vẩy rượu ra bốn phương trời để tạ ơn trời đất tổ tiên. Lúc này phần hội được diễn ra. Các thiếu nữ lô lô xinh đẹp, diện mình trong bộ trang phục truyền thống, theo những đường nét hoa văn rực rỡ, nhảy múa trong tiếng đàn nhị, tiếng trống, thể hiện nét tinh túy trong đời sống văn hóa của người lô lô. Một điều đặc biệt, họ tin rằng sau khi làm lễ chỉ trong vòng từ 3 đến 9 ngày là trời sẽ có mưa. Hôm nay trời xanh đẹp thay, làn gió hương thơm đồi nương, tiếng hát vang bốn phương trời, vọng xa tới nương đồi gần. A Xuyên cùng bước mau bước cày kiếm lưỡi chu bò vàng, A Xuyên cùng bước nhanh nhẹ cày kiếm săn lành những kia. Bò ơi đang lên cày kiếm, lúa lúa sẽ gieo thêm nhiều, ngày mai lúa ngô đẹp lắm cùng sức xây quê nhà, cuộc sống ấm no mãi mãi. Một ngày một tí nữa là ngà đã so trên nọ cây, một ngày một tí nữa là hôm nay trời xanh đẹp thay, là gió hương thơm đồi nương, tiếng hát vang bốn phương trời, vọng xa tới nương đồi gần. A Xuyên cùng bước mau bước cày tiêm hơi chu bò vàng, A Xuyên cùng bước nhanh nhẹ cày tiêm săn lành những kia. Bò ơi gắng lên cày tiêm, bò lúa sẽ gieo thêm nhiều, ngày mai lúa ngô đẹp lắm cùng con sức xây quê nhà, cuộc sống ấm no mãi mãi.
Thank you.
Thank you.